Cô Hương á đi du học bên Nhật mới về, còn con của bác nè cũng đã đi du học ở bên Úc á. Hai đứa cùng học về ngành kinh doanh, nói chuyện với nhau chắc hợp lắm đó. Còn biết đâu nhà bác hả, mấy đứa này á nó đi suốt hà, có con qua thủ thỉ với bác á thì tốt quá. Nhớ vậy nha, bác mà có đứa con dâu như con vậy hả là bác sướng lắm á. Dạ con không biết. Má nói gì kỳ vậy? Má cứ nói vậy làm người ta ngại đó. Chú, có thấy nội con nói đúng mà, con thấy đâu có kỳ gì đâu. Cô à, cô thấy chú ba con sao? Chứ trong mắt của con, chú ba con là số 1 á. Chú ba con vừa đẹp trai, tốt bụng và tài giỏi nữa. Hay cô làm thím ba của con nha. Hậu, Tôi chỉ mong cho cái thằng tài nhà tôi nó chịu lấy vợ. Chị coi đó, đã hơn 40 tuổi rồi, nhà thì hiếm con hiếm cháu. Trời ơi, mỗi lần mà tôi nghĩ tới thằng Tài là tôi rầu ghê luôn vậy đó. gần nhà tôi có con bé đi du học mới về, xinh xắn hiền lành lắm. Để tôi làm mai cho nha. Chà, vậy mà lâu nay bà cứ giấu tôi hoài. Bà làm mai cho thằng Tài nhà tôi đi. Nếu mà thành công á, tôi không quên ơn bà đâu. Thôi được rồi, Nè, mời cứ chị. để tôi tự nhiên. Bác bây giờ á, cái niềm vui á là chị thích đi chùa thôi. Già rồi, đâu có làm gì nổi đâu. Bác đi chùa á, là cầu phước cho con cháu sau này. Nè, mà con á, còn trẻ như vậy mà biết đi chùa là tốt lắm đó nha. Dạ. Ngày hôm nay á, mà không gặp con á, chắc là bác cũng còn mệt lắm đó. Má, Ủa? Vậy rồi đó hả? Má bị sao vậy má? Có bị sao đâu. Đi chùa tự nhiên cái thấy chóng mặt. Cũng may á, nhờ cô Hương đưa về đó. Dạ. Để tôi giới thiệu với cô nha. Đây á, là con dâu trưởng của tôi. Dạ chào chị. Còn đây á, là con trai kế. Dạ. Còn kia á, là đứa cháu nội. Chào cô đi con. Dạ chào cô. Còn đây á, là cô Hương, con gái của bạn má đó. Dạ em chào anh chị ạ. Cảm ơn em nhiều nha, nhờ em đã đưa má chị về á. Dạ không có gì đâu chị. Chị với bác cứ cảm ơn em hoài. Em ngại lắm chị. Cô Hương á đi du học bên Nhật mới về, còn con của bác nè cũng đã đi du học ở bên Úc á. Hai đứa cùng học về ngành kinh doanh, nói chuyện với nhau chắc hợp lắm đó. Má, Gì? con nghe dì Tâm nói má bị bệnh cho nên con phải chạy về liền nè. Má thấy trong người có ổn không đó? Chắc muốn tôi có chuyện gì lắm phải không? Má nói bậy không. Cơm nước tôi đã xong rồi, mời bà, cậu và cô xuống dùng mà. Nè, sẵn bữa ăn cơm với bác luôn nha. Dạ thôi cho con xin bữa khác đi ạ. Bữa khác là bữa nào? Bữa nay phải ăn cơm với bác. Sẵn tiền để bác cảm ơn luôn đó mà. Đi đi đi. Dạ. Đi xuống ăn con. Dạ. Con ăn nhiều chút nha, bác thấy là con hơi ốm đó. Dạ. Nè con. Dạ con cảm ơn bác. Sao rồi? Về nước á, con có nhiều bạn bè không vậy? Dạ bạn bè con thì cũng đi lập nghiệp xa gia đình hết rồi, cho nên là giờ con cũng còn ít lắm. Ủa vậy hả? Vậy thì rảnh qua đây rồi đi với bác đi mua sắm nè. Rồi có gì á, bác kêu thằng Tài á chở hai bác cháu mình đi chùa quận 9 nha. Dạ. Con không biết đâu nhà bác hả, mấy đứa này á, nó đi suốt hà, có con qua thủ thỉ với bác á thì tốt quá. Nhớ vậy nha, bác mà có đứa con dâu như con vậy hả là bác sướng lắm á. Dạ con không biết. Má nói gì kỳ vậy? Má cứ nói vậy làm người ta ngại đó. Chú, có thấy nội con nói đúng mà, con thấy đâu có kỳ gì đâu. Cô à, cô thấy chú ba con sao? Chứ trong mắt của con, chú ba con là số 1 á. Chú ba con vừa đẹp trai, tốt bụng và tài giỏi nữa. Hay cô làm thím ba của con nha. Hậu, hai bà cháu cứ nói vậy á, Hương ăn không được bây giờ. Má chỉ nói vậy thôi chứ chắc gì con Hương nó chịu con. Đó, con nhìn đi, Hương vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Trời ơi, bao nhiêu người xếp hàng ở đó mà tới lượt con. Dạ không có đâu bác, con cũng bình thường thôi. Thấy chưa, tánh tình khiêm tốn, hiền hậu ghê chưa. Nhật, hồi nãy con đi đâu chơi vậy con? Dạ, hồi nãy má con dẫn con đi công viên. Mưa Lego quá trời luôn á chú. Nhưng mà con không biết đáp gì hết á. Chút nữa chú chỉ cho. Chị ha. Dạ. Cái thằng này mê cháu quá trời. Nè, muốn có trẻ con á để chăm sóc chứ gì, thì mau kiếm vợ sinh con đi. Tối ngày cứ biết chơi với cháu không à. Má, tôi đang ăn. Con, ăn đi đừng có ngại. Đây đây, dạ. Được chém mới cấp cho nè. Dạ. Nếu mà ba con á chịu ngồi chơi như chú á thì hay biết mấy. Ba con á làm ở công ty xong á về nhà thì vô phòng ngủ liền à. Hiếm khi nào ba ngồi ăn cơm chung với con lắm.
Ba con rất là bận. Con có biết là công ty của ba con rất là lớn, có đến cả ngàn nhân viên lận, cho nên trách nhiệm của ba con rất là lớn. Thì má con cũng nói với chú thôi. Từ nay trở đi á, có gì muốn chia sẻ với chú thì cứ nói với chú, nha không? Dạ. Nè, cứ rảnh rảnh á là con tới thăm bác nha. Dạ, con xin phép bác con về. Ừ. Tài. Má. Con đưa Hương về giùm cho má đi. Dạ thôi khỏi bác ơi, để con bắt taxi về được rồi, chứ không mắc công phiền anh Tài. Nè, con đừng có khách sáo, phiền phức cái gì. Tài, con nói hôm nay là con rảnh mà, đúng không? Thôi được rồi, để tôi đưa cô về, cũng tiện đường tôi tới công ty.